Trương xin mến chào toàn thể quý vị, anh em đang quan tâm và đang theo dõi kênh nhé. Hôm nay lại tiếp tục giao lưu siêu bông Gia Lai nha anh em. Hôm nay thì cây này thì anh em để ý này, nó đẻ nhánh ha. Phần chèo rất là ghê nhá. Thì mã này mã số 1 nha anh em. Thì mấy cây đây là mấy cây hôm trước quay mà nó vẫn còn sót nó đây nha. Thì mình quay lại đây để anh em xem từ các hợp nhãn hợp ý cái nào thì mình sưu tầm nhé. Đo các hoành xem. Cây này thì hoành chắc mình đoán khoảng tầm là 13 cm anh em. 13 đến 14 gì cả, tầm đó. Không độ áng thì không có độ chuẩn xác nhé. Đo thước này thì nó hơi xeo tí, cây này khoảng tầm 14 đến 15 nha anh em. Rồi, mã số 1 giao lưu là 500k. Tất cả các đơn mình không bao ship nhé. Anh em nào ship ấy thì phụ mình 50k tiền ship nhé. Mình ship đi toàn quốc. Mình đóng khung thì nó kỹ nha anh em. Tiếp tục là mã số 2 nha anh em. Mã số 2 thì cũng là một cây giáng long bình định. Nói chung là hầu như là mình sử dụng phôi bình định nhiều nhé. Mà cũng nói thiệt với anh em luôn chứ cũng không giấu làm gì. Mình mua xô thì cái dòng này là mình mua 220k một cây. Đó là họ rũ bầu từ 190 cho đến 220k một cây nha anh em. Cho nên là lời lãi không có nhiều đâu. Vậy cho nên là anh em, bởi vì phôi bình định nó không giống phôi miền Nam nha anh em. Phôi bình định giá nó rất là cao. Cho nên là về công cán kép và đóng khung đóng thùng cho nên là cũng tốn phí cũng khá khá lớn nha anh em. Lời lãi thì nó phải làm ăn thì nó phải có lời lãi nha. Chứ không có lời lãi thì chắc không ai làm rồi. Rồi, mã số 2, mình giao lưu cây này là 400k, bộ đế hình thân lắc lượn. Nói chung là cũng khá ổn định nha anh em. Về chỉ việc uốn sửa ra rồi Tết chơi thôi. Vận Tết là có bông thoải mái nha anh em. Anh em về có thể cắt bo hoặc là uốn sửa kiểu dáng thế gì đó, thì tùy. Rồi, tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 này thì hoành chắc khoảng tầm 13 phân anh em, 14 phân, hoành khoảng 14. Bộ đế thì nó còn ăn xuống đây anh em. Bộ đế nó còn ăn xuống nha, đây này. Đây nha, đây, đấy nó còn nằm xuống thế này. Cái này thì cũng giáng long luôn anh em. Cái này thì có ghép là hai bo, bo trên thì đẻ nhánh tùm lum này. Bo giữa thì nó mới ghép dính ra được khoảng tầm 5 phân. Còn bo trên thì ra tùm lum này anh em. Rồi mã số 3 này là cũng giao lưu là 350k. Cho mã số 3. Rồi, tiếp theo là mã số 4 nha anh em. Mã số 4 thì cái cây đây thì nó hơi nhỏ con xíu nhưng mà về độ già thì anh em thấy này, dòng giáng long này như là 6 năm hay 7 năm hay 8 năm hết anh em, không cây nào dưới đâu. Thân hình nó thì cũng nổi nu xù xù xì tùm lum anh em. Đây, có ghép hai bo, mã số 4 này là giao lưu là 300k. Thân hình cũng lắc lượn này, đây lắc lượn đủ các kiểu nhé. 300k thì mình đóng khung, đóng kỹ rồi bao ship. Quên, không bao ship, anh em phụ mình 50k tiền ship. Thật ra tiền ship một cây này tới chỗ anh em khoảng tầm 80 hay là 90k gì đó, tầm đó tùy theo xa gần. Ở xa thì có khả năng là lên tới 100k, còn gần thì ít hơn, cho nên anh em chỉ phụ mình 50k tiền ship, còn lại là mình chịu nốt nha anh em. Rồi, cây đây mã số 5 là cây phôi mai miền Tây nha anh em. Phôi miền Tây, đây, anh em để ý phôi miền Tây đây. Phôi miền Tây, hoành thân thì chắc khoảng tầm 11 anh em. 11 đến 12, chắc cứ chỗ đây này, tính chỗ đây chắc cứ 12. Còn đoạn phù này thì không tính nhé. Đoạn phù này thì không tính. Đây, cái đoạn phù này nha. Đây, để ý đoạn phù này. Đây. Đó. Rồi, mã số 5 giao lưu là 300k. Còn anh em nào ở gần thì cứ vậy tới lấy nha, khỏi tiền ship tiền sọt thì nữa nha anh em. Rồi, tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 thì cái bệ đế cái này cũng khá đẹp anh em. Đây, bệ đế khá to này. Hoành ngay điểm đây thì khoảng tầm 14 anh em. Còn bệ đế chỗ này thì khá lớn này. Còn hoành ngay trên đo điểm đây chắc cứ 12 thôi. Tầm đó thôi. Đây. Còn độ về hoành thì độ chính xác không khá cao nha, bởi vì không dùng thước đo. Nên là cũng không khá cao nha. Có ghép hai bo thì nói chung là cũng khá ổn định, khá được, ok rồi nha. Đây, có ghép hai bo. Rồi, mã số 6 này là giao lưu là 400k. Một cây bộ đế nở phù rồi. Đấy. Rồi, tiếp theo là cây số 7 nha anh em. Cây số 7 thì cũng là cây giáng long. Giáng long, cây này có ghép là 3 bo. Ghép 3 bo thì cũng lên được đoạn anh em. Đây. Hoành nó chắc cỡ khoảng 13. Đây, cũng có đế đâm đầy đủ đây. Rồi, mã này là giao lưu là 300k, mã số 7. Thì nói chung là cũng có phôi, mình mua lô á. Cũng có lô đắt, cũng có. Mua lô thì cũng có cây đẹp, cây xấu. Cây xấu thì mình bán cố gắng là đủ vốn. Còn cây đẹp thì mình bán kiếm lời nó nhiều hơn. Nó tùy tình trạng cây thôi. Rồi, tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 thì hoành tại điểm này chắc cỡ 17 đây nha. 16, 17 gì này, chỗ đây này. Nhưng mà đo hoành thì không ai đo ăn gian xuống cây
Nhưng mà đúng là đo chỗ này anh em. Nhưng mà thật ra thì mình tính đại hoành ở trên đây thôi nha, trên cái đoạn thắt này thôi. Thì đoạn này, đoạn vót này thì khoảng tầm là 13 anh em, và đo dưới này chắc phải 17. Thì đây, quay kỹ anh em xem này, nó phù rồi. Nó gọi là đế nở đấy anh em. Rồi mã số 8 là 250k, cây này có ghép khoảng tầm là 2, 4, 6 o anh em. Cái này rất là 6 bo, và anh em dưỡng nó đang chuẩn bị phát từ hai đây anh em. Đang chuẩn bị phát từ hai đây, và anh em dưỡng thời gian nữa là lấy bo cắt ghép. Rồi tiếp theo là mã số 9 nha anh em. Rồi mã số 9 thì hoành trăng cỡ khoảng tầm 14-15 gì đấy. Cây này là cây miền Tây nhá. Cây này miền Tây, cây này có ghép 2 bo anh em. Rồi cái mã số 9 này là 250k, hoành trăng cỡ 15-16-17. Chắc đo chỗ này chắc cứ 15, còn đo ăn gian này chắc cứ 17 đấy anh em. 18 thôi nếu mà đo ăn gian. Nhưng mà không ai đo vậy nha anh em. Đo trên này tính đại trên này cứ 14 đi. Đó, cây này là 250k. Thì thật ra giá này thì cũng bình thường thôi anh em, không có gì gọi là đắt hay rẻ gì cả. Giá là cũng khá bình thường thôi. À, mã số 9 nha anh em, 250k. Trong này là siêu bông Gia Lai nha anh em. Rồi tiếp theo là mã số 10 nha anh em. Mã số 10 thì nó lợi thế cái củ đế thì nhìn cũng bắt mắt anh em. Đây anh em để ý là lợi thế củ đế cũng bắt mắt đây. Bỏ quẹt đây. Hoành tại điểm này giá cỡ 13 anh em. Tôi tính 12 đi. Mình cứ gọi 12 13 thì đó. Tầm đó đó nha. À, so với ngón tay cái nó to rất nhiều này. Đây anh em đấy này, cầm một cù rồi mà à. Thì cái này là có ghép 3 bo, bo thì đi khá dài khá nhiều này nha. Rồi mã số 10 này là giao lưu là 300k. Mã số 10 đây. Cây này thì cũng ghép được 3 bo, đang đi phát tường dầm dầm rồi này. Rồi tiếp theo là cây số 11 à, cây số 11 là cây Giáng Long Bình Định à, có ghép 2 bo, mỗi bo dài khoảng tầm là 25cm. Cây này thì cũng có dáng có thể sửa bonsai được này nha. Cái này về dựng cái đọt lên là chỉnh ra bonsai thôi, nhưng mà tạm thời cành non non thôi, cái kệ nó từ từ nghiên cứu nha. À, bộ đế cái này thì củ, một cái củ của nó khá bự này nha. Đây này, rong rêu bám đầy này. Trồng mà mình cũng không có vệ sinh mà to cái củ to lắm. Hoành đây khoảng tầm là 13cm có dư. Còn cái bộ đế đây thì nó là một cục thù lù đây, thì nói chung là cũng chẳng biết nó đi đâu về và về đâu. Cho nên là cây số 11 này là giao lưu là 400k. Anh em đấy là đường cong cũng lắc lượng. Về sửa bonsai thì cây này sửa vô tư luôn, chơi vô tư. Đây anh em, 400k, cây mã số 11 nha anh em. Rồi tiếp theo là mã số 12 à, mã số 12 thì cây này là có bộ đế thì cũng khá quái này nha. Bộ đế đâm xuống khá quái này. Đây, nhiều lắm nha. Đây anh em đấy này, bộ đế đâm xuống là khá. Đây, bộ đế đâm xuống là khá quái này. Đây. Đó, còn cái hình trước nó đâm xuống tiếp này nha. Đây, cái hình trước nó vẫn đang đâm này. À, thân hình thì lắc lượn này. Cái này thì có ghép tổng số là 3 bo, một cành hông này. Và ghép cành lên là hai cành này. Vì anh em bẻ một thằng lên dẫn trực, còn thằng này bẻ lật sang đây, thằng này bẻ lật sang đây. Tóm lại là bẻ làm sao cho nó nhìn cái cây nó kín là được rồi. Mai mà, chỉ cần vậy là có đủ bông hoa chơi là ok rồi. Rồi, mã số 12 này à, cũng là mã cuối cùng của cái video này anh em. Thì nhà mình giao lưu là 400k à, tất cả các đơn hàng đều không bao ship à, anh em phụ 50k phí vận chuyển là mình ship đi mọi miền tổ quốc à, trừ ở đảo Phú Quốc á, thì anh em phụ thêm xíu nhé. Bởi vì ship đảo Phú Quốc các tiền ship đắt lên gấp đôi. Ví dụ như cây này mà gửi tới chỗ anh em ở trong miền Nam miền Tây, ví dụ thôi, ở trong đất liền mình thì gửi khoảng tầm là 90.000, thì khi đi Phú Quốc nó rơi vào 180-200 anh em. Mà ví dụ bán cái cây 200 là tiền ship hết luôn. Rồi xin tham gia toàn thể quý vị à, cảm ơn quý vị anh em đã quan tâm và theo dõi kênh. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.